xin trao quả banh tình yêu cho hai bạn nha. Các bạn sẽ có 1 phút 30 giây cho phần thi này. 1 phút 30 giây bắt đầu. Dịnh nhau trước, dịnh nhau, phải dịnh nhau chứ hồi té đó. Hình lụa đây nè. Đi rích rắc qua cái đường line nè. Đi qua bên đây xong qua đây nè. Đó. Thì anh thấy là nên dịnh cái tay lại đó chứ thôi té. Đó. Rồi đó, vậy cũng được. 2, 3. Rồi. Cái, rồi. Quay trở về, Rồi, rích rắc như cũ nha. Rồi. Rồi, ok. Đúng rồi, phải là hai cái chân cùng chạm nha. Anh để chân đá đó, chân đá từ từ qua đây này. Rồi anh dịnh banh lại. Anh dịnh lại. Chưa chưa. Chưa. Rồi ra ngoài rồi. Quay trở lại. Trời khó nha. Ê về mất không ăn gian nha. 10, 9, 8 7. Đúng rồi, 2 3. Hơi ngại, hơi quen cũng hơi ngại. Thợ rất là ấm áp luôn. Thợ lúc nào cũng quan tâm, vậy lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Em có thể chọn bạn tiếp theo để chung với em. Thôi gần nhà luôn đi, bạn Hương đi nha. Em Hương. Đúng rồi Hương. Tỷ số Trang với lại Thoại ghi được là 2 quả. Để coi là Hương với Thoại sẽ ghi được bao nhiêu quả nha. 1 phút 30 giây bắt đầu. Ê, lối. Phải ve nó lại qua rít rắc nha. Số. Rồi, quay lại. Ủa quá mà cứ từ bình tĩnh thôi. Đó, lùi nhẹ thôi. Nhẹ nhàng thôi, đúng rồi. Giữ lại. Rồi, xuống luôn. Rồi. Hay quá, 1 quả. Rồi. Rồi đi qua. Rồi quay lại đi. 10, 9, 8. Còn được. 7, 6, 5, 4. Tiếp thôi. 3, 2, 1. Ở là xuống luôn. 1. 2 quả rồi. Mình có cảm xúc mãnh liệt với bạn Nam. Mình nghĩ là mình với bạn Nam có cơ hội. So với thực tế thì hơi lùn hơn mình tí xíu. Nhưng mà không quan trọng. Bạn Hương là người chơi khá là ăn ý nhất. Vậy là bạn Hương và Thoại ghi được đó là 2 quả bóng. Bây giờ còn 3 bạn nữa. Cho Thoại chọn ai lên trước nè. Dùng lực quá nhiều. Thứ này quá là Sút em ơi. Trái đó dù vô vẫn bị loại. Tại vì nó đã thay. Đó đúng rồi. Rồi qua đây. Rồi Sút đi. Nó vô luôn rồi. Ôi cái đó nó được tính không anh? Được. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Chỉ có 1 cái thôi. Tôi nghĩ là người an toàn là một người khác chứ không phải là mình. Có cái tươi lửa gì đó là chắc chắn sẽ có ạ. Cảm ơn bạn Nghi. Bây giờ chúng ta còn 2 nhân vật, bạn Diệu và bạn Linh. Mời bạn Diệu. Nãy giờ bạn này là lanh nhất nè. Nhưng mà để coi vận động của lanh như lời mình nói không nha. Sau 1 phút 30 giây vất vả thì Nghi chỉ có được 1 quả banh lọt lưới thôi. Để xem là Diệu với Thoại sẽ được bao nhiêu quả. Và thời gian dành cho hai bạn xin phép được bắt đầu. Ôi. Ê, dùng chân kia là sai luật nha. Tỉnh nha. Đúng rồi. Chỉ dùng cái chân đó rồi. Đúng rồi. Ê, cái này được nha. Chắc cú nè. ơi. Chơi móc vậy ai chơi lại em? Giữ bên đi. Rồi sao? Rồi hỏi lại nè. Rồi xong. Đúng rồi đó. Giờ phút này thì được móc nè. Để giữ rồi. Rồi xong đi. Năm. Bốn. Giữ chắc qua lại. 3. Để em. 2. 1. Mình không thích thua, cho nên là phần chơi game này mình phải thắng. Mình cảm thấy bạn này rất là mạnh mẽ, sung sức, rất là năng lượng. Cuối cùng nhưng không có phần quan trọng mà Linh. Và bây giờ sẽ là phần thi cuối cùng của bạn Linh nha. Rồi 1 phút 30 giây bắt đầu. Nghe qua đây nè, nghe qua đây. Đúng rồi, từ từ thôi. Mình thắng bạn Diệu cái coi nè. Chứ người ta đó. Trời ơi, em thức nhanh quá, em từ từ lại. Di chuyển như hồi nãy là rất là ok luôn á. Đúng rồi, di chuyển nhẹ nhàng như hồi nãy thôi. Từ từ. Giữ lại. Qua luôn. Rồi. Ra ngoài luôn. Ok. Đồng điệu với nhau là được. Nhẹ. Mình hiểu nhau là được, không sao hết. Cố lên. Ôi. Từ thôi. Nè. Rồi. Rồi hay. Em phải đá vô tim anh. Có kinh nghiệm chơi thể thao anh hả? Em phải đá vô tim anh kìa nha. Chỉ cần 1 quả thôi cũng được nữa. Nhưng mà quá trình hai bạn là quá ok rồi đó. Đúng luôn, đúng rồi. Mua được 1 quả. 8 7. Rồi, bấm bế luôn. 5 4. Qua luôn, đúng rồi. 2 1. Có một cái gì đấy nó rất là gần, rất là thân thiện, thoại rất là đúng với cái gu của mình luôn á. Mình nhất định phải làm sao đó để đưa được anh ấy đi về. Khá là ăn ý nhưng mà nó không quá may mắn thôi. Và bây giờ thì khi các bạn á đã có thể tiếp xúc với anh ấy rồi, cảm thấy thế nào? Vui không? Mặt ai cũng hớn hở đúng không? Trời, chứ bạn thoại của tôi toát mồ hồn hết luôn á. Chơi thì rất là vui và bây giờ mình cũng đã hiểu nhau nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ cái phần quan trọng nhất thì phải để cho chàng trai chúng tôi đi vào căn phòng bí mật cái đã. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này nha. Xin mời Thoại. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ thì các bạn sẽ bắt đầu thả sóng cảm xúc nhé. Thì ở vòng thứ 3 này á, là nếu mà ai thả sóng cảm xúc 3 lần sẽ có quyền gọi cho Thoại. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn. 3 2 1. Xin mời. Có cảm xúc mãnh liệt với bạn nam. Cảm thấy bạn là một người đàn ông quá lý tưởng. Kết quả hơi bất ngờ ha. Đúng. Thoại ơi, ở trong đó cảm giác em sao? Em rất là hồi hộp anh Thiện ơi. Ừ. Và em có đang suy nghĩ có bao nhiêu bạn sẽ gọi cho em không? Em nghĩ là 3. 3 đúng không? 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện cuộc gọi kết nối tình yêu nhé. Rồi, bây giờ những ai thả sóng 3 lần tim cảm xúc của mình thì xin mời cầm điện thoại lên và gọi cho Thoại ạ. Xin mời các bạn. Alo, anh nghe Diệu. Ồ, biết Diệu luôn hả? Biết chứ. Ok, Diệu chỉ nói như thế này thôi nhé. Cảm ơn bạn. Ngày hôm nay bạn đã đến với chương trình. Dù cho bạn chọn ai thì tôi vẫn chúc cho bạn là ngày hôm nay sẽ thật là happy, trọn vẹn với cái ngày của hôm nay nhé. Ok, cảm ơn Diệu. Nói chung là Diệu là một người sôi nổi và khá là thú vị. Diệu là một người vui vẻ. Tôi sẽ ghi nhớ Diệu ngày hôm nay ha. Ok, cảm ơn. Kết quả Thoại thì hồi Diệu sẽ biết nha. Yên tâm là Thoại chọn ai như tôi vẫn vui vẻ chúc mừng nha. Vậy nhé. Ok, bye bye. Một cô gái chín chắn nhất ở hội đã gọi trước. Rồi bây giờ thì không biết còn ai nữa hay không. Xin mời các bạn còn lại. Alo Thoại nghe. Alo, anh biết ai không? Linh chứ ai nhỉ? Em biết rằng là trong 5 người ngày hôm nay em không phải là người đẹp nhất. Tuy nhiên là có một điều rằng em nghĩ rằng em hiểu anh. Việc còn lại em nghĩ là trái tim anh sẽ trả lời. Hãy cứ chọn theo trái tim của mình. Và mong rằng là dù chọn là ai thì anh vẫn sẽ hạnh phúc. Thoại sẽ xin cảm ơn Linh trước vì đã có một phần thấu hiểu về Thoại ha. Vậy Linh hãy đợi kết quả của Thoại nha. Vâng ạ. Thoại cảm ơn Linh. Thoại ơi, nhận được 2 cuộc gọi rồi, bây giờ Thoại cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất là nôn và rất là vui khi được mấy bạn điện ạ. Alo Thoại nghe. Trang hả? Mình cũng đi quay chung nhiều thì có gặp cũng có nói chuyện thì lại thấy Thoại là một người khá là quan tâm người khác. Thoại nghĩ thế nào vậy Trang? Thoại cũng rất là cảm động. Với hồi đó giờ Thoại cũng chưa từng trải qua là ai tự nhiên đi đến đây để gọi cho Thoại hoặc là đến vì Thoại. Đó giờ chưa luôn á. Nhưng mà cảm ơn Trang trước. Trang hãy đợi Thoại nhé. Trang bật mí cho Thoại là trong cái số này Trang biết là Thoại tham gia, cho nên là Trang muốn quay chung số với Thoại luôn. Không biết nói sao nữa. Trong lòng giờ đã rất là khó nghĩ về vấn đề này. Cảm ơn Trang. Rồi ok, cảm ơn Thoại nha. Hy vọng là trong 5 người nè, nếu mà Thoại có nắm tay ai về thì Trang cũng rất là vui vẻ vì tụi mình đã hiểu nhau hơn một chút xíu. Ok, cảm ơn Trang. Rồi, bye bye Thoại nha. Hello. Hello, chào Hương. Tại sao phải rất là lâu mới bắt máy vậy? Mạng nó bị kẹt tí xíu á. Ok. Hương không có nhiều lời hoa mỹ để nói với Thoại, nhưng mà Hương chỉ muốn nói cho Thoại biết là Thoại là một người tình cảm, thì cái gu của Hương cũng là một người tình cảm. Hy vọng là sau này và hiện tại Hương sẽ không có làm tổn thương Thoại, vì biết Thoại là một người rất là dễ tổn thương. Thì thông qua cuộc gọi này Hương nói cho Thoại biết là Thoại có cơ hội. Hương thì rất là ok, nhưng là tình cảm có cái gì cũng Hương cũng có cả. Thoại cảm nhận vậy. Có gì Thoại cảm ơn Hương trước đi. Cái gì kết quả thì Thoại sẽ nói với Hương trong cuộc gọi tiếp theo nhé. Cảm ơn Thoại. Thoại biết người cuối cùng có gọi không? Alo. Chắc anh biết em là ai rồi đúng không? Thì còn người cuối cùng là biết rồi. Thì tới đây với chương trình ấy thì cũng gặp được nhau cũng là cái duyên. Em cũng biết là ở đây em không phải là người đẹp nhất, thì em cũng hy vọng là anh cứ tin tưởng ở tình cảm của em, nói chung là như vậy đấy. Cũng có thể là xíu nữa mình về mình dắt tay nhau về sao? Cái này không phải là do em tự tin mà đó là do cái linh cảm của em nó như vậy đấy. Ủa mà tại sao nghĩ lại là người điện cuối cùng nhỉ? Tại em muốn cho anh bất ngờ. Bất ngờ là khi cái cuối cuộc đời Hương mới đến, Nghi mới đến trong cuộc đời của Thoại luôn ha. Đúng rồi, em là người cuối cùng dừng chân ở cuộc đời của anh. Vậy sao? Ok, xin cảm ơn Nghi rất là nhiều. Vâng.